Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với game Blockroot nha mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip nói xoay quanh về cái sự bá đạo của trái mochi. Và chúng ta sẽ có một cái clip gọi là phân tích và gọi là mọi người có thể dùng những cái thứ gì để chúng ta có thể né được cái chiêu bắt của trái cái chiêu bắt của cái chiêu này là mọi người. Cái chiêu C của trái mochi thì chúng ta có thể dùng cái gì để né được nó thì và cách khắc chế như thế nào để chúng ta có thể outlay được một cái combo của trái mochi mà có thể khiến chúng ta gọi là bị dính one shot của trái mochi nhé mọi người. Thì để nói sơ về những vấn đề đó thì chúng ta hiện tại thì mình mới tìm ra được một cách thôi. Thì mấy bạn nào có cái cách nào hay hơn hay là có thể dùng melee nào để né được cái chiêu chụp của cái chiêu C của trái mochi V2 thì mọi người có thể comment bên dưới nhé mọi người. Thì để né được cái combo đó thì chúng ta bắt buộc phải có được cái Electric V2 nhé mọi người. Cái này là mình mới vừa tìm ra được đầu tiên, không phải đầu tiên mà mình mới vừa tìm được một cái melee để chúng ta có thể né được thôi. Còn nếu như mà mấy bạn có cái gọi là né được hay hơn á thì có thể comment bên dưới để cho mọi người cùng tham khảo với nhau. Thì bây giờ mình sẽ làm đơn giản một đề một một cái cho mọi người xem nhé. Hiện tại thì trong server này có Bác Tô và Lê Vinny đang bê bê với nhau thì chúng ta sẽ bỏ qua những vấn đề đó đi. Rồi, để né được cái chiêu C của đây, cái chiêu này nè mọi người, để né được cái chiêu bắt này nè. Đó, chiêu bắt của Mochi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bị dính combo thường thường là mọi người sẽ bị như thế này. Mọi người sẽ bị dính cái chiêu này trước xong mọi người mới bị chụp đúng không? Đó. Ây da, một cái quỷ đã xuất hiện luôn thì ở đảo này luôn à. Để mình tìm cái đã. Đấy, xong rồi mình sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề mọi người có làm sao làm thế nào để có thể né được dễ nhé mọi người. Ô, cái trái gì sáng sáng, trái băng à. Trái băng mọi người ơi. Đấy, trái băng. Rồi mình sẽ vứt đây đi. Ai muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo sẽ nói về cái đó. Thì thường thường á mọi người sẽ bị dính cái chiêu này trước, mọi người sẽ bị dính X xong rồi mọi người sẽ dính C đúng không? Đó. Mọi người sẽ dính combo cái này và sẽ tiếp tục là bị nhồi cái kiếm vào thì chúng ta sẽ bị khả năng cao one shot rất là nhiều. Nhưng mà trước khi á bị dính chiêu đó đó, bị dính cái chiêu chiêu X nè, bị dính chiêu X, bị dính cái chiêu X của trái mochi, khi mà mọi người bị hất tung lên á thì mọi người nhanh tay bật hai kia quan sát lên và khi mà vừa đáp xuống đất á mọi người sẽ dùng C của cái này để né đó, thì mọi người sẽ né được cái combo mà có thể làm cho mọi người kiểu bị gọi là bị sao ta bị gọi là one shot á mọi người ạ. À. Thì để dẫn chứng rõ hơn á thì mình sẽ rủ Beto bê bê và mình bê bê và sẽ đánh chậm và sẽ làm kiểu như cái này là mọi người cũng phải nhanh tay mọi người mới làm được để chúng ta có thể né được một cái combo của trái mochi nhé mọi người. Cái này gọi như là khắc chế mochi luôn á, nhưng mà để làm được cũng khá là khó nha, tại nhanh tay với lại những bạn nào bê bê lâu á thì người ta sẽ hay giữ cái hai cây quan sát cho mình để khi nào bị dính chiêu á thì mọi người mới bật, còn như mình á lúc nào mình cũng mở hai cây quan sát là mình rất là dễ bị chết luôn. Rồi thì mấy bạn cùng mình xem cái video mà mình với Victor bê bê mình sẽ phân tích trong cái video đó luôn nhé mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng Victor làm thử khi mà chúng ta có thể dùng cái Electric này để né cái combo của trái mochi này nhé mọi người. Thì hiện tại mình với Victor đều dùng mochi hết luôn, nhưng mà chắc là thử bê bê trước đi. Bê bê trước đi xong rồi chắc là từ từ nhưng mà sẽ đánh gọi là rủ Beto lại để làm chậm mức nhất có thể để mọi người có thể hình dung được khi chúng ta có thể né được cái combo mochi đó như thế nào. Thì Beto đang về tẩy điểm trái quỷ mọi người ạ. À. Hai người đều dùng mochi hết luôn. Cái này là trong khi lúc đang bê bê với nhau nên mình với Beto cùng phát hiện ra nên cũng quay lại cho mọi người xem. Thì quay lại thì đương nhiên là chúng ta sẽ cùng bình luận và phân tích rồi chứ không có tiếng game nhé mọi người. Đây thì chuẩn bị mình hình như là mình sẽ làm cho Bác Tôn né trước, nhưng mà mình nghĩ là phải cần có cái electric này nè. Lúc này là Bác Tôn chưa đổi electric nên mình đánh Bác Tôn, tôi không né được mọi người à. Mình đánh Bác Tôn chạy không có né được. Đây mình đánh Bác Tôn nhé, mình đánh Bác Tôn trước nhé mọi người. Chắc là mình sẽ phân tích một khúc xong rồi khi mà bê bê cho mọi người dễ xem. Nè nè, Bác Tôn không có cái electric, không có né được mọi người à. Mọi người thấy không, không có né ở đâu. Nên nếu như mọi người biết nào cái melee nào mọi người hay hơn á để chúng ta có thể né được cái combo mochi này thì mọi người có thể
gọi là chỉ tụi mình, với tụi mình thì mới biết được mỗi cái electric để có thể né được thôi, nhưng mà phải nhanh tay bật haki nữa, phải lại phải giữ haki quan sát trong người nó cũng khá là khó nha. À, đánh lộn mọi người à, Bắc Tô kia đánh Bắc Tô lại phát nữa nhưng mà không có né được. Đây, không có electric là không bao giờ né được nha, tại vì electric nó sơi ra vừa bị dính xong mà bật haki xuống là né liền. Đấy, đi bây giờ để Bắc Tô đánh mình nè, Bắc Tô đánh mình nè mọi người. Giờ Bắc Tô đánh mình để mình né nè. Mọi người bắt buộc phải, nếu mà không phải bắt buộc nhưng mà nếu mà dính cái chiêu lúc nào Mochi nó lao vô nó cũng xài ít trước mà. Để nó không chết nó lao vô nó xài chiêu C đó. Đó. Đó mọi người thấy không? Bắc Tô đâu có chụp mình được đâu. Đấy, rất là đơn giản luôn. Cái này nó nói thì phân tích thì như thế nhưng mà khi vào thực chiến á mọi người để né được nó khó lắm nha. Đây để bắt đầu đánh lại mình phát nữa nha. Tôi đánh lại mình phát nữa. Đó mọi người thấy không? Mình né được thấy không? Đó. Đánh là né liền, đánh là né liền. Rồi bây giờ chắc là sẽ bơi bơi với tôi đi. Bơi bơi thì chắc là sẽ không có phân tích nha mọi người, mọi người cùng mình coi mình với tôi. Bơi bơi xem như thế nào chứ nói suông thì nó cũng không có hay nhưng mà để né được khó lắm nè, né nữa nè, đó đâu có đánh được đâu mọi người. Cái sơi lôi gầm nó gây sát thương và nó hất tung lên rồi sẽ làm mất cái chiêu sơi của trái Mochi đi đấy. Rồi bây giờ coi bơi bơi nhé mọi người. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe okay, 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 maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Rồi, sau khi xem xong cái video đó thì mọi người thấy không? Để chúng ta có thể né được một cái chiêu bắt của cái Mochi nó cũng khá là đơn giản đối với cái Electric V2 này thôi. Hoặc là nếu như mà mấy bạn có một cái melee nào hoặc là có một cái vũ khí nào thì chúng ta có thể comment cho nhau để chúng ta có thể gọi là trau dồi kiến thức để mình khi bơi bơi chúng ta gặp trái Mochi để chúng ta có thể né được một cái đoàn gọi là dồn combo mà có khả năng cao chúng gây chúng ta bị one hit khá là lớn nha mọi người. Cái đó thì cái này á là mình với Vector cùng nhau khi bơi bơi cùng nhau phát hiện ra được nên là làm cái clip này cho mọi người cùng mà tham khảo với nhau thôi. Còn nếu như mấy bạn có cái cách nào để khắc chế Mochi hay hơn thì có thể comment bên dưới thì mình thấy cái chiêu sơi lôi gầm này nè. Đó, nó né ra khá là nhanh luôn mọi người à. Với lại lúc mà mọi người vừa tuột xuống á nó bị haki quan sát nó né được nữa. Nếu như mọi người không sơi ra thì cái chiêu sơi của cái này này, chiêu sơi của Mochi nó sẽ phá haki và nó sẽ bắt được mọi người liền luôn nha. Đó, nó khó ở chỗ đó. Cái này là kiểu như là mình với Vector cùng nhau bơi bơi cùng nhau phát hiện ra được thôi. Đó, còn như mấy bạn thì có mấy bạn có cái cách nào để khắc chế được cái chiêu C của Mochi hoặc là né được một cái combo
trái mochi và kết hợp với cây song kiếm màu đen, thì mọi người có thể comment bên dưới để mình cùng nhau gọi là ra server không sợ trái mochi thức tỉnh đó nhé mọi người, chứ trái mochi thức tỉnh bây giờ nó là cái gì đó khá là ghê gớm. Rồi, ok, thì mình cũng sẽ kết thúc cái clip này tại đây thôi. Mọi người thấy cái clip này như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cũng cảm ơn mọi người đã chút thời gian xem clip này nhé. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.